Nhưng mà cái chỗ gáy ấy nhỉ? Kinh không? Gáy đây là đen xì. Chỗ gáy đen xì kinh không? Cái bạc khiếp nó lên kinh không? Đây chỗ này này. À. Vâng. Vai của cô là đau bị. Có tay ra là chỉ co không được co. Chắc là đau à cô vợ? Ừ, nó đau lắm. Đau gáy. Đau gáy. Nó cứng, nó cứng cơ đúng không? Ừ. Hôm qua bố nó đánh này, xong rồi con đánh này, nó mới đỡ đi, xong rồi sao bác Nhung rồi. Đây về bảo chú đánh cho như này nhá, biết đánh nhau cầm này, cầm đánh ngang, đánh dọc này. Đánh này đúng quá, mua này đúng quá, tím ngân ngắt thế này. Mua mấy này, chỉ cần mua mấy kia cũng được, thôi kệ nó. Mua cái này kia cũng được, trái. Đau không? Đau. Chị đánh bị đau à? Không đau. Đau, không đau. Có biết đấy ạ. Một lần này, ôi giời ơi. Ừ, dạ. Cởi áo ra, à, vạch áo lên. Vạch cái này lên. Đánh quả này. Ôi trời. Đánh hết lưng luôn. Như này cái con ấy. Con gà mà. Gà ta. Cô vợ luôn. Thế mà trắng nhỉ? Ngày xưa chắc lúc trẻ trắng thế đấy. Một tay cầm lên thôi, một tay quạt vào đây để xem nào. Cô tay nhỉ? Cho xuống, cho xuống, cho xuống. Quạt vào đằng sau để xem nào nó hõm vào đâu để gắn. Quạt tí thôi. Nhưng cô trắng thật để ra họ cứ bao cô này trắng thật đi. Trắng vâng, trắng nõn nà ra. Bọn kia bọn giống nhỉ? Mấy đứa con gái cũng trắng. Đúng. Hai đứa giống cô vợ nhỉ? Tay cho xuống, mà không này, cần đấy đâu. Để nhanh lắm. Chứ chẳng phải từ thế nãy giờ là chị Bác Nhung làm lưng này là xong đấy. Vâng. Ô sướng thế hả? Nhanh lắm. Không đau đớn gì. Không đau gì cái đâu. Ờ, rất là... Thiệp cảm nặng nhỉ. Đánh thế hả? Uống bà, uống cây vâng. Là tê tôi. Vâng. Uống nắm, ăn bát cành, nấu bát cành. Vâng. Thì còn bộ cạp này nó còn bé, cái bộ cạp này nó bé, nó không sang hai bên xương sống được mấy. Vâng. Chứ chính là cạp của bà đánh hai bên xương sống. Và cả cứ nó to hơn ra đến đây một tí này, đem ra đây vâng. Không đem đi nặng lắm. Đem thế đi làm gì? Của bà Nhung là bộ của nhiều mà 1 triệu cơ mà cái này có 500 nó bằng một nửa cái của bà. À, yeah. Lấy lại đánh sinh sống, cái này đánh mặt thôi như là đánh thích lắm hàng nhà. Nhung trời, cái kia to hơn không? Đánh mặt thích lắm à? Vâng. Cái kia nó to hơn à? To gấp đôi cái này, cô này nó là 1 triệu nó phải gấp đôi cái này. Cái này đánh mặt, cái kia nó là của cô. Cái kia của chị là đánh lưng. Gấp đôi, to gấp đôi cái này. Nhưng mà cái này bây giờ cứ thỉnh thoảng đánh à? Cái này chỉ đánh được cái mặt. Mua đi Hằng ạ. Dè, thôi mua đi mà đấy. Vâng. Tiền, có tiền thì hãy mua đi. Có tiền đâu mua đấy. Vâng, đánh thì mình đánh dối cho một con cái. Đánh dối cho con. Thích lắm. Vâng, công nhận nó êm nhỉ? Đánh êm lắm. Đánh chỗ vai mà thử mà xem êm.